Đây là mình, yêu lực 6.686 vạn. Còn đây là ông top 2 ở server của mình nha, với yêu lực là 8.820 vạn. Còn đây là cái nhật ký chiến đấu của mình nha. Anh em có thể nhìn thấy ông này đánh mình 3 trận, tuy nhiên mình đều thắng cả 3 nha. Bây giờ thì mình cũng sẽ đi khiêu chiến lại một lần nữa để xem có đúng là thực lực của mình đã chiến thắng ông đấy không nha. Đây, ông bố già này, mình sẽ khiêu chiến luôn. Ông này thì sở hữu một em bạch hổ cũng như là huyền vũ. Mình thì chơi né, ông đấy chơi liên kích nha. Wow, em bạch hổ của ông đấy đánh thốn thực sự luôn. Ôi dồi ôi, nhưng mà mình né cực kỳ nhiều nha. Mình được hồi rất nhiều máu anh em ạ. Tuyệt vời, cố lên nào. Trời ơi, hay quá. Đóng băng rồi, cạp đi. Trời ơi, anh em thấy như thế nào? Và khi mà chiến thắng được thì điểm của mình cộng lên tận 30 điểm. Và đây chính là cách mình có thể tiêu diệt được cái ông top server đấy anh em ơi. Đầu tiên là mình sẽ cho anh em xem về những cái chỉ số của ông này nhá. Công là 214 vạn luôn này. HP là 1.800 vạn. Thủ cũng khá, nhạy bén là 6.500, ăn đứt mình luôn nha. Và cái dòng mà ông này chơi đó chính là liên kích cũng như là phản công. Ôi anh em biết rồi, nếu liên kích được phản công mà đi bot các thứ thì cực kỳ có lợi luôn đấy. Level ông đấy cũng 296 luôn anh em nha. Và ông đấy thì chơi bạch hổ, và anh em có thể nhìn qua pha đánh lúc nãy thì em bạch hổ này với khả năng gây ra 192% công, đánh một phát thôi kết hợp với cả cái lượng công cực lớn của ông đấy, nếu như mà trúng đòn là cũng ối rồi đấy, không phải đùa đâu. Ngoài ra ông này thì có sở hữu một em đồng hành là huyền vũ, thì con này có thể có khả năng là hồi máu. Úi rồi, nhưng mà nãy giờ đánh không thấy nó hồi máu phát nào anh em ạ. Tiếp theo là về tinh quái thì ông này có sở hữu con phù tang và em đào ngột, cùng với đó chính là em sơn dã tinh. Đây là bộ ba đi PK rất ngon lành cách nào dành cho phái liên kích nha anh em. Mình thấy thì ở trong cái phần huyết mạch ông đấy lại build là câu trần một cái, đằng xa cũng một cái, thanh long một cái, bạch hổ cũng một cái luôn, và thành ra là mỗi một chỉ số nó cộng 20%. Nó lại không ăn thua cho lắm anh em ạ. Được cái là ông này có cái vật cưỡi bậc 6 rồi nha, cũng căng thẳng phết đấy. Tiếp theo đó chính là đến bộ thần thông của ông đấy, tụ hình tán khí bậc 2 luôn nha anh em ơi. Tấn công một lần bằng 170% công, giảm 21% sát thương cuối của đối thủ, duy trì trong 2 hiệp. Đây là một trong những cái thần thông nếu như build theo kiểu là giảm sát thương cuối thì sẽ rất khỏe anh em ạ. Có nhiều trường hợp mà mình gặp nha, đánh chỉ trừ một máu thôi, ảo ma Canada thực sự luôn ấy. Quả thần thông thứ hai cũng là một thần thông cam level 50 bậc 2 này, mỗi lần tấn công đều được nhận 11% kỹ năng cường hóa linh thú. Đây là một trong những cái thần thông cực kỳ ngon lành với những anh em nào mà chơi môn phái liên kích, bởi vì được đánh nhiều thì thành ra là linh thú được cường hóa cực kỳ khủng khiếp nha. Nên anh em có thể thấy là em bạch hổ của ông đấy càng đánh càng khỏe đúng không? Sức sát thương gây ra là cực kỳ lớn, bởi vì cứ mỗi một phát tấn công là nó cộng 11% cường hóa linh thú cơ mà. Và cái thần thông thứ ba, linh thú tấn công sẽ giảm 26,4% tất cả thuộc tính chiến đấu của mục tiêu. Lúc anh em thấy khi mình PK với ông đấy là mình có một đống cái búp đỏ ở trên đầu ấy, là do bị giảm hết những cái chỉ số này đi 26,4% anh em nhá. Và thêm một cái nữa đó chính là kim cang bất hoại. Thì cái này ấy, nó HP dưới 37,5% do là ông này đã nâng lên bậc 4 rồi, level 73, chuẩn bị nâng lên level 75 nữa thì ôi ôi luôn đấy. Sức sát thương phải chịu mỗi lần không quá 8% HP tối đa của bản thân. Bên cạnh đấy thì ông đấy cũng có thêm hai cái ấn ký tím nữa, trông rất chi là ngầu lòi nha. Suy yếu linh thú này, suy yếu sát thương bạo này. Thế tại sao mình vẫn thắng được, thậm chí là còn yếu hơn yêu lực của ông đấy 2.000 vạn cơ? Thì đây là cái cách build của mình anh em nhá. Đầu tiên là cũng đi về linh thú đi, thì mình xài em ứng long. Và anh em biết rồi, với khả năng một lần gây sát thương bằng 550% công của nhân vật thì cực kỳ là thốn luôn. Và anh em có thể nhìn thấy, mặc dù là ông đấy sở hữu được em tinh quái là phù tang có khả năng hồi sinh, nhưng mà đen cho ông đấy một nỗi, đó chính là trước khi em ứng long của mình xịt một quả sát thương cực kỳ là thốn đấy, thì mình lại nổ cái băng phong ngàn dặm, đóng băng lại tất cả những cái hiệu quả của tinh quái phù tang. Thế cho nên là ông đấy không thể hồi sinh được. Đấy, chứ nếu như mà ông đấy hồi sinh được là mình bị lật kèo đấy. Thêm vào đó, mình đã kết hợp cho em ứng long của mình cái thần thông đe dọa. Tức là lần đầu tấn công, mình xác định là chỉ cạp một phát thôi, được ăn cả ngã là về mò. Nên là mình đã lựa chọn cái thần thông này. Phát đầu tiên mà ứng long của mình tấn công thì sát thương gây ra sẽ là tăng lên 22%. Thế cho nên quả cạp ứng long của mình nó mới đau như thế anh em nhá. Và còn cái gì nữa, đó chính là cái thú linh thể. Thực ra mình cũng có kim cang bất hoại, tuy nhiên mình không chơi, bởi vì mình né sát thương rồi, đúng không? Thế thành ra là đây, mình sẽ chọn cái này. Thú linh thể mỗi lần bị tấn công tăng 3,3% cường hóa linh thú. Mà ông đấy đánh liên kích, đánh rất nhiều, mà có thể đánh mình chục phát ấy, nhưng mà mình né được hết, máu mình vừa hồi, mà cộng lên đôi khi cộng được cả 30% cường hóa linh thú, cộng với cả 22% nữa là tăng lên 52%, là sức sát thương của em ứng long mình cảm phát đau lắm. Nó còn duy trì đến lần hành động tiếp theo của linh thú cơ mà. Đấy, nên là mình đã lựa chọn cái thú linh thể này,
mình thấy cực kỳ hợp lý cho môn phải né cũng như là chơi kết hợp với cả ứng lòng anh em nhé. Trong phần tinh quái thì mình cũng đã sở hữu được bộ 3 DPK với cả môn phải né của mình cực kỳ ổn áp. Đấy, Liêu đạo chân thì né phát là hồi máu này, Thủy quan đại đế né phát là tăng công này, Phù tang lại có khả năng hồi sinh nữa. Chỉ số né của mình bây giờ lên 222,4% rồi, tức là mình chỉ all in vào nguyên một môn phái né thôi. Trong khi đó ông ấy là phải chia đôi ra, vừa liên kích vừa phản công, thì mỗi một cái chỉ số đấy nó chỉ có hơn 100%. Nhưng mình all in vào thì tất cả những cái chỉ số đấy của mình cộng vào nó sẽ là 222%. Lúc đấy thì né nó sẽ được nhiều hơn anh em nhé. Có một sự khác biệt lớn ở đây, đó chính là trong cái phần huyết mạch thiên tiên thì ở đây mình sử dụng 3 huyết mạch câu trần, tức là mỗi một lần né thì cường hóa linh thú tăng 8%, cộng dồn 3 tầng bởi vì mình đang ở tầng 3. Còn nếu như cái huyết mạch huyền vũ này của mình nha, mà đổi thành cái câu trần nữa là mình sẽ được cộng dồn 4 lần, tức là 8 x 4 bằng 32%. Cộng tổng lại lúc nãy 50% nữa, anh em thấy là mình đã cộng lên được khoảng 100% x2 sát thương của em ứng long, nên là nó mới to như vậy nha. Ông đấy thì lựa chọn mỗi huyết mạch một cái, thì đâm ra là những cái chỉ số nó không được tối ưu ấy anh em. Với cả thêm một điều quan trọng nữa, đó chính là khi mà đánh mình thì ông đấy sử dụng cái vật cưỡi là kháng bạo chứ không phải là kháng né nhá. Nếu như với cái bậc vật cưỡi của ông đấy bậc 6 rồi mà chơi kháng lại cái chỉ số né của mình thì coi như là mình cũng khó ăn đấy, không ăn đâu. Thì anh em nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh cũng như là một nút like để nếu như có mẹo gì hay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.